sản phẩm điên rồ và kỳ quặc nhất được con người phát minh mà bạn không tin là chúng tồn tại. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kính Lúp TV. Các bạn thân mến, sự sáng tạo của con người thì vô cùng là vô biên. Bên cạnh những sản phẩm mà người ta đã phát minh để giúp cho cuộc sống được thuận lợi hơn thì còn có những sản phẩm mà thực sự nhìn thôi cũng khiến không ít người phải thắc mắc là ai có thể đủ can đảm sử dụng những chiếc ví hình mặt người hay chiếc túi làm từ xương người thật đây. Thực hư về những cuộn giấy vệ sinh nhìn thôi đã thấy ê mông có điều gì đặc biệt, hay đâu là những phát minh vừa kỳ lạ vừa khôi hài mà nhìn phát là biết luôn phát minh của người Nhật đây. Cùng với đó là rất nhiều những sản phẩm mà thực sự là không thể tin là tại sao chúng lại tồn tại trên đời. Đó là những sản phẩm như thế nào đây? Trong video hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng Kính Lúp TV tìm hiểu và khám phá nhé. Đầu tiên đó chính là món thịt nhân tạo. Các bạn thân mến, với tốc độ phát triển như vũ bão của công nghệ khoa học thì giờ đây những thứ tưởng chừng như chỉ có ở trong chuyện viễn tưởng đã trở thành sự thật trong chốc lát. Và các loại thịt bò nhưng không phải lấy từ con bò chính là một ví dụ điển hình. Được biết vào năm 2013, đội ngũ nghiên cứu sinh tại Đại học Maastricht của Hà Lan đã sáng tạo nên một chiếc bánh hamburger rất đặc biệt với phần thịt được chế tạo từ 20.000 sợi cơ nhân tạo trong suốt 3 tháng từ tế bào gốc của một con bò. Tổng chi phí để sản xuất ra một lát thịt bò nhân tạo như thế này là 300.000 đô la, tương đương với 6,7 tỷ đồng. Ui dồi ôi, thế này thì một cân không biết là nó sẽ đắt như thế nào đây. Và chưa kể, loại thịt nhân tạo này không biết có béo bổ hay là ngon lành hơn thịt tươi không, nhưng nhìn cái quả giá là thấy đau ví lắm rồi đấy. Thôi thì mình cứ ăn thịt bò tươi cho nó lành các bạn ạ. Và tiếp theo là một phát minh mà nhìn đã thấy có một sự điên rồ không hề nhẹ. Thứ hai, những cuộn giấy vệ sinh điên rồ nhất thế giới. Các bạn thân mến, không thể phủ nhận, giấy vệ sinh ra đời đã góp phần to lớn trong công cuộc giải quyết nỗi buồn của con người. Tuy nhiên, giữa dòng đời tấp nập mà va phải mấy cuộn giấy như thế này thì bạn có dám sử dụng hay không? Điển hình như cuộn giấy vệ sinh bằng sắt. Eo ôi, nhìn mà đã thấy đau hết cả mông rồi. Mà chưa kể, còn cả cuộn giấy vệ sinh phiên bản xương rồng đầy gai này nữa. Còn nếu như bạn có tiền, bạn muốn đi vệ sinh cũng phải đẳng cấp con nhà giàu, thì ngoài bệ xí bằng vàng, bạn cũng có thể lựa chọn cho mình cuộn giấy vệ sinh bằng vàng do Toilet Paperman, một công ty của Úc, gồm có 3 lớp được làm bằng vàng 22 carat, trị giá 1,5 triệu đô la, là sinh ra để phục vụ cho riêng bạn. Ôi dồi ôi, nghĩ sao mà bỏ ra gần 35 tỷ cho cái cuộn giấy vệ sinh như thế này. Thiệt tình là ai mà dám dùng nổi cơ chứ. Còn nếu như bạn vừa muốn đi vệ sinh, lại vừa muốn có cái để giải khuây cho đỡ cô đơn buồn chán thì đã có giấy vệ sinh Sudoku giúp cho bạn thông minh hơn và tài giỏi hơn. Tiếp đó là giấy vệ sinh tô được cả màu cho những ai mê vẽ vời, hay giấy vệ sinh dạ quang phát sáng trong đêm tối, nên là đi vệ sinh lúc nửa đêm thì cũng không lo phải tìm giấy nữa nha. Đấy, đa dạng thế cơ mà. Và các bạn cảm thấy thích nhất loại giấy vệ sinh nào kể trên thì nhớ comment lựa chọn của các bạn cho Kính Lúp biết nhé. Và kế đến là những phát minh cực kỳ hay ho mà fan của nhà Wonder Woman cũng phải khóc thét. Thứ ba, chiếc kéo hình Wonder Woman. Cho mình hỏi là ở đây có ai là fan cứng của những nữ chiến binh được yêu thích nhất màn ảnh rộng Wonder Woman hay không? Hãy cho mình thấy cánh tay của các bạn đi nào. Các bạn thân mến, là một trong những siêu anh hùng mạnh nhất của DC trên trái đất và có thể sánh ngang với cả sức mạnh của Superman hay Captain Marvel, nên không quá ngạc nhiên khi vừa mới ra mắt điện ảnh vào năm 1975, cơn sốt Wonder Woman đã hot hoàn hòt trên thế giới. Cũng từ đó mà hàng tá các sản phẩm ăn theo hình tượng của nữ anh hùng ra đời, nào là áo này, quần này, bánh kẹo vân vân và mây mây. Nhưng nổi bật nhất chính là chiếc kéo hình Wonder Woman. Thoạt nhìn thì cũng có vẻ hay ho và sáng tạo ra phết đấy, nhưng mà khi mở cái kéo này ra sử dụng thì đúng là ối rồi ôi luôn. Cơ thể của nữ chiến binh như là bị xé toạc, trông đến là ám ảnh luôn. Thôi thì gạt cái chiếc kéo này sang một bên, chúng ta cùng đến với những chiếc kẹo cũng được lấy cảm hứng từ những người nổi tiếng nhé. Thứ tư, kẹo hình người nổi tiếng. Ở đây có bạn nào thích ăn kẹo hay không thì comment ngay vị kẹo mà các bạn thích ăn nhất xuống phần bình luận phía bên dưới nha. Và các bạn thân mến, ăn kẹo thì đã thấy thích rồi, ở đây lại còn là kẹo mang bóng dáng của idol nữa thì không biết là có ngon hơn không. Và điển hình đó chính là loại kẹo trái cây có hình thù giống điệp viên tài ba Shambon do diễn viên Daniel Kraft thủ vai. Được biết, công ty kem Delmon Super Fruit Smoothies đã lên ý tưởng để lưu danh một nhân vật nam danh tiếng qua tạo hình trong những chiếc kẹo hoa quả đóng băng, và nhân vật được fan girl mong muốn ăn nhất chính là Shambon 6 múi siêu molem. Và quả thực từ mùi vị cho đến hình thức thì đúng là giống thật phết. Nhưng thực sự nghĩ tới cái cảnh cầm cây kẹo hình người xong rồi đưa lên mồm ăn cứ như là cái kiểu ăn thịt người thế này thì át thấy hơi bị buồn nôn. Còn các bạn thì sao? Bạn có muốn ăn chiếc kẹo giống như hình thần tượng của mình như thế này hay không? Và nếu được lựa chọn thì các bạn thích idol nào nhất? Nhớ để lại comment chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Và tiếp theo là những chiếc giày độc nhất vô nhị trên thế giới, nhưng không phải ai cũng có đủ can đảm để sở hữu đâu. Thứ năm, những chiếc giày kinh dị nhất. Thông thường thì răng là phải gắn vào mồm,
Ấy thế mà giờ răng lại được dính vào giày thì không biết là trông như thế nào. Theo tìm hiểu thì thay vì thiết kế những đôi giày theo phong cách truyền thống, hai nhà thiết kế Mariana Frantis và Dominic Chang đã trang bị cho con cưng của mình bằng một chiếc đế độc nhất vô nhị với 1.050 chiếc răng. Xem ai nấy cứ trầm trồ. Đặc biệt để tăng phần bắt mắt, họ còn thiết kế thêm vài chiếc răng vàng xen kẽ giữa hàng răng trắng tinh. Tuy nhiên, trái ngược với sự kỳ vọng của cả hai thì đôi giày đã nhận được quá nhiều những phản ứng trái chiều từ các tín đồ thời trang. Thậm chí nhiều người còn không ngần ngại để lại nhận xét chán ghét sản phẩm. Nó rất là thú vị. Tuy nhiên, nghĩ đến cái việc có nhiều răng ở dưới chân khiến tôi buồn nôn. Chưa hết bất ngờ khi mà trên thế giới, người ta còn sáng tạo ra vô vàn những mẫu giày không kém phần khiếp đảm. Điển hình như là đôi giày da chân người, đi mà cứ như là không hề đi. Thậm chí còn có cả phiên bản giày cao gót, nhìn ai cũng phải dùng mình luôn. Ngoài ra trên thế giới cũng phát minh ra vô số những kiểu giày cao gót, cao hàng mấy chục phân. Nghĩ mà đã thấy chóng hết cả mặt chứ nói gì là đi. Đeo vào như kiểu đang lơ lửng trên không trung luôn đấy chứ. Và để khám phá thêm nhiều những mẫu giày điên rồ hơn thì Kính Lúp TV sẽ làm thêm một video mới về những đôi giày có 102 trên thế giới mà bạn không tin là chúng tồn tại. Vậy nên nhớ đón chờ để xem ở phần sau nhá. Còn giờ thì hãy cùng chiêm ngưỡng những quả túi mà ai cũng phải khóc thét. Thứ 6, túi được làm từ xương người. Ui dồi, đúng thế, các bạn không hề nghe nhầm đâu. Chiếc túi sắt mà các bạn đang theo dõi trên màn hình chính là mẫu túi sách được làm từ lưỡi cá sấu và cột sống người với giá giao bán trên thị trường là 5.000 đô la, tương đương với gần 118 triệu đồng. Cha đẻ của chiếc túi này là nhà thiết kế thời trang Indonesia Anos Pucha cho biết cột sống là của một em bé bị loãng xương và được lấy từ một cơ quan y tế ở Canada, đã được cấp phép tặng cho y học và được các tổ chức này bán đi như là để thặng dư y tế. Tuy nhiên, người này lại từ chối cho phóng viên xem giấy tờ. Sau khi sự việc được Insider điều tra lại, nhiều người đã lên án gay gắt Pucha và gọi thiết kế này là vô nhân đạo. Ám ảnh không kém chính là ý tưởng về chiếc túi sách làm bằng da chân của người phụ nữ người Anh. Theo đó, vào hồi đầu năm 2019, bà Joan đã đăng yêu cầu của mình lên trang chillspot.com với hy vọng tìm được những nhà thiết kế sẵn lòng thiết kế cho bà một chiếc túi độc nhất vô nhị được làm từ chính da chân của bà. Nguyên nhân dẫn đến ý tưởng táo bạo này, người phụ nữ 55 tuổi cho biết bà mắc bệnh động kinh ngoại biên là một biến chứng của bệnh tiểu đường dẫn đến nguy cơ phải cắt bỏ chi và rất có thể bà sẽ phải cắt bỏ luôn cả chân trái từ đầu gối trở xuống. Nên thay vì tạm biệt mãi mãi phần chân dưới của mình thì bà muốn biến nó trở thành một phần của chiếc túi xách tay. Sau khi câu chuyện được lan truyền, nhiều người tỏ ra đồng cảm với hoàn cảnh bệnh tật của bà. Bên cạnh đó, một số người lại cho rằng chiếc túi xách làm từ da chỉ có bà Joan mới dám đeo thôi, chứ có biếu không thì mình cũng chả dám dùng. Ở đây có bạn nào dám can đảm dùng chiếc túi từ da thật như thế này hay không thì comment chia sẻ suy nghĩ cho mọi người biết nhé. Mà nay giờ nói nhiều đến những cái thứ đáng sợ rồi, tiếp theo hãy cùng đổi gió để tìm hiểu một thứ khá quen thuộc và rất nhiều người Nhật Bản sử dụng. Thứ 7, những món đồ bá đạo chỉ có ở Nhật Bản. Xưa nay, Nhật Bản luôn khiến cả thế giới trầm trồ về độ sáng tạo vượt tầm vũ trụ và những phát minh ối rồi ôi. Không chỉ là phát minh ra những vật dụng đã làm thay đổi cuộc sống của con người, mà họ còn sáng tạo ra những vật dụng khá là kỳ quặc, thậm chí trông khá là ngớ ngẩn. Với cái tên gọi chung đó là Chindogu. Chindogu là những phát minh về vật dụng cho cuộc sống hàng ngày, nhưng mà là những thứ rất là vô ích. Việc sử dụng chúng đôi khi còn gây phiền toái cho người dùng. Quả thực, những sản phẩm thiệt tình là không nước nào nghĩ ra được thì nay đã có mặt ở Nhật Bản. Điển hình như chiếc mũ gắn với cuộn giấy vệ sinh mang đi muôn nơi cho mấy người đang bị cúm, chảy mũi, tình trạng thò lò mũi xanh liên tục. Nhưng mà nghĩ đội quả đầu này lên đầu chắc ai cũng phải ngước nhìn mất. Hay muốn bảo vệ đôi giày mới tinh trước những cơn mưa bất chợt ngang qua nhưng mà lại phải vừa sang vừa nổi bật thì có thể tham khảo những chiếc ô tí hon để che giày này. Còn nếu như muốn che chắn từ đầu tới chân trước mưa gió bão bùng thì có thể tham khảo ngay em ô kín bưng che trước che sau, đảm bảo là bất chấp mọi loại mưa gió luôn. Còn lo lắng rằng bạn sẽ đổ mồ hôi suốt cả ngày thì có thể sử dụng loại áo sơ mi với chiếc quạt mini gắn ở hai bên để cho phép không khí luồn vào trong áo, an tâm với mùa nóng này luôn. Ngoài ra, nếu muốn nhà vừa sạch, vừa muốn cho bé luyện tập bò, cho đôi giò chắc khỏe thì phải mặc ngay cái quả áo kiêm rẻ lau nhà, một công là được hai việc luôn. Còn nếu như gấu chưa có mà gió đông sắp về mà bạn cảm thấy quá lạnh hay cô đơn thì những mẫu gối ôm có tên là gối bạn trai như là một vòng tay che chở đầy ấm áp yêu thương, sinh ra là dành cho bạn. Và các bạn ấn tượng nhất với sản phẩm nào của người Nhật kể trên thì hãy comment để chia sẻ cho mọi người biết nhé. Nhưng mà nói gì thì nói, mấy cái sản phẩm trên chưa là gì so với những phát minh man dợ sau đây. Thứ 8, đồ dùng da người hình bộ phận cơ thể. Những hình ảnh các bạn đang theo dõi trên màn hình chính là một chiếc ví tiền. Eo ôi, đây mà là ví tiền á, trông chẳng khác gì miệng của người với đầy đủ môi, răng, lợi, lại còn đầy lông lá, trông đến là kinh dị luôn các bạn ơi. Được biết, đây là sản phẩm nằm trong dự án sáng tạo đồ vật có hình dáng giống bộ phận cơ thể người của một nghệ sĩ nghiệp dư người Nhật Bản có tên là Du,
và anh ta đã phải mất tới hơn 2 tháng ròng rã mới có thể hoàn thành được chiếc ví hình miệng kỳ dị này. Nhưng đó chỉ là một góc sáng tạo của Du thôi, vì sản phẩm cục xúc xắc với đôi mắt chớp chớp sau đây trông còn ám ảnh hơn nhiều. Và như các bạn có thể thấy, cũng giống như chiếc ví da hình miệng, đôi mắt trên quả xúc xắc này được làm rất chân thực với đầy đủ con ngươi, nếp nhăn hay là lông mày, thậm chí trên một mặt của xí ngầu thì còn có cả nốt ruồi giống y như thật. Ngoài ra, còn hàng tá những sản phẩm như là ngón tay, tai hay là mũi cũng được làm y chang như thật, có cả sạc điện thoại này, ốp lưng hay là bóng tennis, trông cứ phải gọi là ối rồi ôi luôn. Thật sự là nhìn đã thấy sợ rồi, tự dưng đi chợ cầm thử con ví hình cái mồm ra trả tiền, chắc bà chủ quán ngất luôn ra đất ý. Và các bạn thấy sao về sản phẩm kể trên, bạn có dám sử dụng hay không thì nhớ comment dùng luôn hoặc là không bao giờ để bày tỏ ý kiến nha. Cuối cùng là những phát minh mang rất nhiều tranh cãi cho nhân loại. Thứ 9, những người lính robot kiêm con người. Nếu các bạn là một fan cứng của Kính Lúp TV và đã từng xem qua video 7 bí ẩn ly kỳ và đáng sợ về robot thì ắt hẳn còn nhớ sự phát triển của robot ngày nay đã đến mức nào rồi. Từ robot bảo mẫu cần tất cả công việc dọn dẹp trong gia đình đến robot đầu bếp, robot phục vụ tại bệnh viện hay thậm chí là cả siêu robot dám tuyên chiến hủy diệt loài người. Đó là cô nàng Sophia, khiến bao người không khỏi đi hết từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Tuy nhiên, gây tranh cãi nhất thì phải kể đến dự án robot Terminator, kẻ hủy diệt nhằm phục vụ cho nhu cầu chiến tranh. Các bạn thân mến, chiến tranh thì có bổ béo gì đâu, nó chỉ mang đến bất hạnh và tang thương cho con người. Ấy vậy mà rất nhiều quốc gia hùng mạnh đã và đang có những chương trình nhân bản bí mật những siêu chiến binh, những con người thực sự để được nhân bản, lớn lên và được cấy ghép vào những cánh tay cơ khí, đôi chân cơ khí, càng nhiều bộ phận bằng máy móc càng tốt. Chúng sẽ là những đội quân con người có sức mạnh siêu nhân như thể Iron Man hay Captain America, và chúng sẽ chiến đấu mà không có cảm xúc, không có câu hỏi thắc mắc hay là không đau đớn sợ hãi như là con người. Eo ôi, nghĩ mà thấy dùng hết cả mình rồi. Có khi nào đến khi loại robot này ra đời, cả thế giới còn bị hủy hoại trong tay của chúng hay không? Càng nghĩ cảm thấy ám ảnh rồi đấy. Nên là với cá nhân Kính Lúp thì mình cũng không ủng hộ cái dự án này đâu. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá rất nhiều những điều ly kỳ thú vị về những sản phẩm, những phát minh điên rồ nhất mà chúng ta không thể tin là tại sao chúng lại có thể xuất hiện trên đời này. Và các bạn cảm thấy ấn tượng nhất với những sản phẩm nào kể trên, hãy để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu yêu thích video thì đừng quên cho Kính Lúp TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúp mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.